Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ mang đến cho mọi người một chiếc Jupiter V up lên Jupiter MX. Và cái chiếc xe này dọn theo cái phong cách rất là cứng cáp. Xe này thì mình dọn khoảng tầm hơn một tháng một xíu. Đúng lý ra là trong tầm một tháng thôi, nhưng mà cái tháng cuối á mọi người, cái những ngày cuối cùng á là do mình bận gác thi á mọi người, cho nên là đi thi gác thi liên tục với lại chấm bài kiểm tra này kia, nhớ cho nên một tuần cuối cùng khi mình dọn xe này thì mình hơi bị trì hoãn một xíu. Và với kinh phí là dọn tại tiệm mình khoảng tầm hơn 17 triệu đồng. Nhưng mà không phải là 17 triệu đâu, là kết thúc rồi nha mọi người. Xe này là chủ xe đã mang đến cho mình một số món đồ rồi. Và một số món đồ đó nó mình tính nó khoảng tầm chục triệu nữa, là khoảng xe này nếu mà hoàn thành luôn chắc khoảng tầm gần 30 mọi người. Rồi, và để coi chiếc xe này nó sẽ như thế nào, mời mọi người xem hết video với mình nha. Mình sẽ quay từ lúc mà mình nhận xe như thế nào, mình rã bên trong như thế nào, đồ anh mang đến cho mình những gì, và đồ mình mua như gì mình đều quay lại hết tất cả nha. Và đương nhiên rồi, có một số đoạn mình cũng quên quay thì mọi người cũng thông cảm giúp mình, thì mình sẽ cho mọi người xem một cách hoàn thiện nhất có thể. Rồi, bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem cái tình trạng khi mình nhận xe này như thế nào nha mọi người. Rồi thì trước tiên là về phần về ngoài đi, thì nó là Jupiter V nha mọi người. Rít Jupiter V ha, đầu cũng vậy, cập cầm nè. Thì những cái phần này là mình hai hết, tại vì anh có đem đồ cho mình. Thế mọi người, mình sẽ lên cái đầu đèn đồ chơi này kia ha, hai ghi đông thực tỷ này kia hết luôn. Rồi cái phần chậu đầu này nè, đó phần này sẽ hai hết ha. Rồi đây là dàn bánh thì cũng sẽ hai luôn, anh sẽ đưa cho mình một cái bộ bánh mới. Ở đây thì móc đây, xe giống như mới làm đầu bò, nhìn đầu đây nè, thấy không, đó là mới ha. Thôi bây giờ mình tiến hành mình rã dàn áo trước, rồi sau đó xét mình sẽ quay mọi người xem sao. Dàn lót thì mình cũng như mới sơn lại được rồi, để chung giống như cũng mới dọn cái sơn lại nè. Rồi ra dàn áo phía sau. Rồi ở đây thì mình thấy xe bị mớp nha mọi người. Chỗ này không biết là dỗ lại được hay không ha, mớp cũng hơi nhiều ha, dỗ là không biết đẹp hay không, bị cong, không bị ấy nữa nè. Để mình tháo xử lý không được thì hai cặp mới là mới đẹp được ha. Đó, rồi dàn nhựa nhám phải hai rồi, đuôi đèn phải hai rồi, đèn đi đưa cho mình luôn. Đèn vơi nó khác với ít nha mọi người, con rùa nó cũng khác ha. Với cái dàn sao nó không giống, nó chỉ giống cái phần dàn trước này kia thôi. Rồi bô thì bô ba dít, bô dít Jupiter V, và cái bô này cũng còn tương đối đẹp mọi người. Đó, bô cũng còn tương đối đẹp đối với cái phần đít sao. Đây dàn gấp sao thì không biết có một lũng hay không thì mình mở ra nó biết được. Đó, đây dàn chân này là cũng ngon hết nè. Ha, mòn hết rồi kia rồi. So thằng lóc này cũng mới sơn mà để mình coi coi như thế nào ha. Nếu mà làm vậy là sơn hết là nó mới đều là được cái xe đó. Để mình đem trao đổi với anh ha. Rồi đây là ghế trước hắn hủng thì cái này nó bị cong tay hắn rồi, cong tay hắn đó, thì cái này hai tháng mới thôi, bình thường không có gì hết. Bốn tháng heo. Đó. Xe này thì mình chạy nói chung nó cũng bình thường, cũng êm ái, là xe mới làm mọi người, cũng êm ái, nhưng mà nồi nó hơi tuột, chạy nó không giác, không có đã lắm, với nó hơi hợp bình xăng nữa. Mình chạy cảm giác vậy, không biết anh chạy có nghe hay không ha. Mình chạy mình nghe vậy mọi người. Rồi để mình coi cái phần trong yên. Rồi mình sẽ quay luôn một số đồ mà anh đem sẵn tới cho mình luôn nha mọi người. Đây là cái yên trong. Đế thì cũng là đế xe có nói không rồi, cao su cũng còn đầy đủ nè. Đó, bình xăng, nắp, nọc, tem. Rồi cứ giữ được giữ thôi, là nó chuyển thôi. Đây là những món đồ mà anh đem tới cho mình, mình mới tháo ra để kiểm tra. Trước tiên là nguyên cái bộ đầu đèn. Đèn đồng hồ sẵn nè, cặp cùm sẵn nè, cùm này cùm lô mọi người, bảo đảm luôn. Cầm này giống cầm lô cầm chế mọi người. Nếu như cầm nào ít thì như không có nút đỏ, cầm này cầm lô bình thường thôi. Bộ đầu. Đây là cái ốp bô nè. Cái ghi đông nè. Đó, mình sẽ lấy hết ra cho mọi người xem ghi đông. Đây là bộ ổ khóa 6 cạnh. Đây là cái khóa xăng. Mà hình như không biết là chú biết có xài khóa xăng mà không nhớ nè. Đây là cái bộ đầu đèn. Đầu đèn led mọi người. Đèn led ha, thì mốt sau này mình sẽ review sau, đây mình thẳng không có tháo mọi người đâu. Đó, đây là bộ đầu đèn led. Nó sẽ khác một xíu hơn giống cũ ha. Đuôi đèn của Switch mọi người nó cũng khác ha. Đây là xi nhan cam mọi người thấy không? Cam khói nè. Đèn nè. Ghi đông nè. Cặp phuộc sau.
bình dầu và đồ cốp vô nhỏ. Đó là đây là những gì mà anh đem tới cho mình ha. Đó rồi, bây giờ mình tiến hành mình tháo dàn áo luôn. Tối nay bây giờ là 7 giờ tối, bây giờ tiến hành tháo dàn áo một thôi, tháo sơ kiểm tra bên trong một chiều trước. Rồi bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem bên trong chiếc Yubi này nha. Thì nói chung là mình tháo ra thì thấy mình đồ đạc cũng còn là bình thường, không đến nổi hết mọi người. Thì trước mắt là cái ba cái phần dàn đuôi là mình phải thay hết, cái phần đuôi là mình thay hết rồi đó ha. Giữ lại cái phần trước để mình sơn lại đúng màu của anh thôi. Thì phần ghi đông này kia là mình sẽ bỏ ha, chắc chắn là phải làm chén cổ rồi kêu lại rồi hai ổ khóa của anh đưa rồi ha. Rồi tay hắn này cũng bị cong, nó cũng bị dính ha. Thì khi mà mình sơn là mình phải thay toàn bộ mấy cái hót cũng heo trước trên dưới hết nha mọi người. Đó, cụm này thì bỏ rồi. Mấy cái dây điện này thì mấy cụm này cũng bỏ luôn, chỉ giữ cái dây sườn thôi. Phục trước thì xì rồi, phải phục hồi lại ha. Đó, dàn bánh thì cũng bỏ luôn, bỏ đĩa thì kia luôn, hai đĩa khác ha. Heo giò thì cũng phải phục hồi lại hết toàn bộ. Nhưng mà xe này cũng sẽ đỡ tốn kém mà, tại vì anh mua đồ rồi, với lại thứ hai là cũng còn được nhiều lọc gió này kia là mình thay rồi đó, hai đó. Thì cái phần máy xe anh đó là anh có làm rồi ha, rồi có sơn lóc rồi, nhưng mà bánh này, những cái này là bắt buộc là khi mình làm mình tháo xuống, mình tháo toàn bộ xuống thì đôi khi nó phải trầy. Cái thứ hai là mấy con ốc này là nếu mà sơn mà không chất lượng là mình tháo ra là nó bung đầu hết ha, có thể là nó sẽ bị tróc kia hết. Nhưng mà phải sơn lại mọi người, tại vì khi mình sơn lại cái bộ dàn chân á là nó sẽ tiệp màu ha. Này thì này đôi khi phải chấp nhận nè, tại vì tháo bình xi này kia nữa mà. Rồi bình xăng, không biết là lúc làm máy người ta làm mình xăng cho anh hay không, mình chạy mình nghe nó thấy nó không có ngọt cái xăng lắm. Rồi cổ này thì có thể là mình sẽ sơn lại cho anh thôi, tại vì cổ này inox không có, nó là cổ rời, cái cổ này nó đúc vô cái bô chứ không phải là hàng giống cái bô như mấy cái loại khác hả mọi người, nên là cái loại inox này kia nó sẽ không có. Giờ hắn một số anh kia kêu mình thay mới, cái điện sườn này kia mình sẽ rửa ráy sẽ xẻ lại, tháo sườn xuống mình rớt mình sơn luôn, nó cũng có xét này kia hả mọi người. Có xé kho chứ một thì không có một. Mấy cái tóp chân mình phải hai nè. Mấy cái này nếu mà cái nào đứt thì mình sẽ bấm lại cho anh nè. Đó. Bình xăng thì cũng sơn là hết, sơn lại toàn bộ. Dàn áo xe này cũng có giải mọi người. Giải ở cái mặt nạ. Đó, chỗ này có dấu hàng rồi nè. Rồi hai bên đây thì mình sẽ hàng làm lại cho anh. Cái phần trước này. Đó, còn cái phần sau, mấy món phía sau là hai toàn bộ. Đó, cạc te cũng vậy. Cạc te này thì để mình dỗ lại ha, nên đi dỗ đồng đồng lại chứ nó không có bị méo nhiều. Đó, miếng cá này kia bật vô thì bỏ rồi đó, đánh số phục hồi được kia lại. Tối hôm qua thì mình mới khò, mình bẻ cái chân lại cho nó ngang ngắn. Thằng số này cũng mòn, anh kêu mình thay mới. Em xin dĩa cũng thay mới luôn. Nó mòn, thằng dĩa nó mòn quá, mòn rồi ha, nó nhọn quắc rồi đó. Nhọn quắc luôn nè, đó. Đó cũng phải thay đó. Dây xăng, đó mấy cọc dây xăng này kia cũng phải thay nè. Nó lâu ngày này kia ha, hai cho nó an toàn kia. Máy thì rớt xuống do cái đầu này bắn cát rồi, cho nên mình sẽ rớt xuống mình bắn luôn một lần nữa cho nó đều màu hết luôn. Đúng rồi, mỗi lần làm mỗi lần cực thì thôi, lỡ tốn tiền thì tốn tiền luôn một lần, nhưng mà nó cũng không có tốn mấy đâu mọi người. Cái lốc này sơn thì cũng được, cũng ấy, nhưng mà hai cái nắp này cũng không sơn được mọi người ha. Hai nắp này không sơn thì mình sẽ sơn lại cái nắp này luôn. Sơn mấy nắp lại hết luôn. Gió này ốc này sơn luôn, ốc này luôn, ốc này đúng rồi phải xi nha. Đó mình nói chung mình làm thì cũng hơi ghét mấy cái vụ này lắm. Mấy chỗ này thì chịu cực, tháo ra thì hỏng một là hỏng si, hay là tháo ra chứ đừng có để sơn luôn cái ốc, sơn luôn mấy cái này vậy. Nó cũng kỳ, thật sự luôn. Rồi, gió que. Rồi vậy thôi, dây công tơ mét, công tơ mét chắc cũng còn bình thường, không nổi ha. Phần đuôi này với hai mới này, còn cái phần trong, miếng trong này nó hai miếng, mà miếng trong mình có thể giữ lại cũng được. Hoặc nếu hết thì hai luôn cho đẹp, không có nổi gì. Câu rồi mấy cái phát sinh gì rồi, cao su đổ sên nè, cao su đùm nè, rồi phốt cùi dĩa, phốt bánh trước, phốt bánh sau đó, vậy đó. Khóa nắp bình xăng, phao báo xăng này kia rồi, xin ron ha, rớt. Cái này mình có thể tự động mình thay. Mấy cái này sợ mua không có thì mình không thay nè. Mấy cục cao su nè, sợ mua không có thôi, còn mấy cao su thợ khỉ là mua sẽ có rồi đó. Trắng ha, bao tay này kia. Rồi còn mấy cái phần này thì mình giữ được rồi, giữ thôi mọi người. Rồi vậy nha, thì nắm sơ sơ tình trạng bên trong xe anh rồi ha. Đó, bây giờ tiến hành bắt đầu mình gã toàn bộ ra luôn. Như dây ga này kia muốn đẹp thì cũng có hai luôn. À lên cùm kia phải hai rồi, lên cùm kia là phải hai dây ga. Rồi đây chính là cái dàn đồ sơn nha mọi người. Thì mình sẽ cho mọi người thấy ha mọi người, khi bỏ ra số tiền nó nhiều hơn, nó
nó cao hơn một xíu, nhưng mà cái chất lượng mọi người sẽ nhận được nó sẽ như thế nào ha. À, rồi thì trước tiên á là mọi người xem cho mình mấy con heo dầu nè. Lúc trước thì không có gì hết, bây giờ mọi người thấy nè, đó, đã che chắn kỹ, không sơn lại cho mọi người. Đây, mọi người thấy không? Khi mình làm thì mình chắc chắn là mình làm chi tiết rồi, mấy cái bít tông này kia là mình tháo ra, mình để ngoài, mình sẽ vệ sinh hết. Đây là hai chiếc kèn chân, một chiếc của ZX, một chiếc của Jupiter. Mọi người xem ha, heo dầu sơn. Mọi người thấy chỉ gì tiếng không? Rồi đến tay dầu nha, đến tay dầu ha. Xem đi. Mắt là dầu làm mới luôn nè. Phía trong này thì mình sẽ vệ sinh sao. Đó, đây cũng vậy. Ta dầu có ít ít nè mọi người. Thấy không? Này thì tháo cái bên rồi. Này chắc nó chạy, nó chạy bị chảy nha, chảy nha, chảy dầu đóng mọi người. À, rồi. Vàng ví dụ như vàng đùm đi. Đây. Đùm ít ít nè mọi người thấy không? Rất là sạch sẽ, những cái mây, những cái vật đẹp kia khi sơn là đều che chắn hết toàn bộ rồi. Đây nè, vệ sinh khi sạch sẽ hết. Đó, đây cũng vậy. Lóc, cái lóc đi, phần quan trọng nhất không có thiếu là cặp lóc. Lóc UB nè, thấy không, sẽ che hết mấy cái chỗ này lại. Đó, phía trong này sạch sẽ hết toàn bộ rồi. Nó bên này cũng vậy rồi. Đó, bên trong này. Và mấy cái khoát thủng ở trong là mình đều tháo ra hết nha, khi sơn là mình sẽ hai hết rồi. Lắp cũng vậy. Đó, đó. Mình sang rồi, rồi mình thấy sơn màu bạc lên, thấy không? Là sơn lại nha, màu bạc lên nó hộp, nó gọi là sơn này nó nổi hộp luôn rồi, không không? Đó, chất lượng sơn thứ nhất là sơn cao cấp, thứ hai là người ta đầu tư những cái súng rất là mắc tiền, một cái súng sơn người ta đầu tư đến mấy triệu bạc cây, chứ phải là mấy trăm ngàn hay này kia, không người một cái súng sơn có 5-6 triệu bạc cây lắm. Miền chân này. Đó, tại vì tiền nào thì của nấy ha mọi người. Muốn một con xe thì đẹp, đầu tiên là chắc chắn là cái nước sơn nó phải đẹp trước cái đã. Rồi mấy cặp phụ. Rồi phụt mọi người thấy không? Sơn nè. Không có sơn đè lên mấy cái lỗ ác này ha. Ngày xưa thì mình cái chỗ sơn cũ mình là sơn đè được kia hết ha. Còn bây giờ mọi người nhìn này, nhìn đến rất là sạch sẽ ha, cái nào cũng như cái nấy ha. Đó, cặp cà phê mang cá này, mang cá cà phê này, cà phê này nó cũng hơi mớt một xíu phần đuôi mọi người, nhưng mà không sao, cũng ấy sạch sẽ hết rồi. Đó thì cái điều đầu tiên bây giờ mình tiến hành mình làm là mình sẽ làm vệ sinh heo dầu, làm mấy con heo dầu tay dầu trước. Đúng rồi, thì có gì mình sẽ qua tiếp. À quên cầu dựng áo, áo ha. Đây áo Jupiter mình lấy một món này, cánh vững trong đây mình nắm cho mọi người xem luôn ha. Màu này là màu bạc xanh nha mọi người. Đó. Đây là dàn áo. Thấy có miếng da cam nữa không? Hay là nó bóng ngáo, mặt nó cau, nó trong, nó căng mọi người. Đó ha. Tại vì vô điện thoại nó sẽ hơi đậm hơn xíu, chứ ngoài mọi người nhìn thấy nó không? Nó bình thường mà nó không có xanh lẹ nét đâu. Điện thoại máy á. Mình đẹp ơi. Đây. Ừ.
mình xem ha, màu sơn nổi hột lên ha, lên hột bạc thì rất đẹp. Rồi, ok đây mọi người. Thì ở gì mình sẽ quay tiếp mọi người xem. Rồi bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem toàn bộ những cái món mà tạm thời có ở đây mà mình thay cho chiếc UV mình dọn cho anh nha mọi người. Thì những cái này là hầu như là bắt buộc là phải thay mọi người, chứ không có cái nào mình thay mà nó phí hay kia hết á. Trước mắt là mình sẽ nói về hai dàn bánh trước đi. Hai dàn bánh là hai dàn bánh của anh mang tới cho mình nha mọi người. Thì nó vẫn y vậy luôn ha. Nó có đầy đủ hết luôn ruột này kia rồi đùm sao này kia hết luôn. Đó. Thì mình chỉ việc ráp lên thôi, không làm gì phần bánh nó nhiều hết. Thì phần bánh trước á thì chắc chắn rồi, đĩa là nó đi theo cái đùm cũ rồi. Nó cũng xấu rồi thì mình thay anh một cái đĩa ngôi sao. Đó, đĩa ngôi sao. Đó, zin nha mọi người. Hai đĩa chắc chắn có hai bố đĩa rồi, tại vì ốc đĩa cho mình ha, khi mọi người lấy ra là hầu như nó hư đậu hết. Nó rất là cứng ha. Nhiều khi lấy ra không được phải cắt nữa. Rồi cốt bánh trước là bắt buộc rồi ha. Rồi về phần bánh sau. Về phần bánh sau thì cao su đùm. Đó, ba cái món đồ của cái má đùm. Cái của anh hôm bữa là mình tháo ra không được luôn mọi người, mình phải cắt cái đầu này mình mới tháo được, mà nó kiểu như nó bị tà mọi người, không tháo được luôn. Cái này là hai ha. Món cái nào cái phốt của quỳ dĩa. Mình phốt má xuống vẫn đi. Rồi, về dàn heo dầu tai hắn nè mọi ha. Cái tên trên cái tai hắn phía trên là mình sẽ hai một cái cúp ben. Đó, cái cúp ben. Rồi hai con ốc đĩa ha, heo dầu dứ. Bộ phốt heo dầu dứ nè. Mình phốt heo dầu dứ thì mình hay xài của Honda, tại của Honda bé nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà chức năng nó như nhau, nó xài chung nhau được. Tiếp theo là cái bố hắn trước. Bố hắn trước ha. Đó. À, ngoài ra thì cái tai hắn đâu ta? Cái tai hắn của anh hôm bữa là bị cong hết mọi người. Đó thì mình dài anh một cái hắn luôn ha. Đó, cái hắn này đúng của Jupiter VR một cái đĩa mọi người. Đó. Là hắn ha. Rồi, rồi ngoài ra còn có nhâm sinh dĩa. Nhâm sinh dĩa đi mặt trời. Bữa nay thì quyền hỏi rồi. Rồi, tiếp theo những cái món linh tinh. Anh yêu cầu là con số nè. Đũa hắn. Rồi dưới này là hai mới nè. Dây xăng. Dây hơi. Dây ga. Xe này là Jupiter R. Cái cùm với Jupiter bữa nó khác nhau mọi người. Có hai luôn cái cùm ga ha. Còn bao tay này kia đâu mình chưa lấy gì nữa ha. Ở đây thì có bộ cái thứ trên sau. Rồi bốn con ốc bắt cà phê, bốn con ốc của anh nó bị tè đầu. Nát bình xăng. Cái này cái stop tay, cái công tắc đèn pha tay mọi người thì mình đi của Honda. Rồi đây là logo của cái mặt nạ nè. Này cao su dùng áo. Đây là cái về trước quay về trước nè. Đây là cái miếng tam giác của cắn cái biển số. Cái stop chân, sở tay nó chân thường thường là nó hay bị lâu năm nó dễ bị hư lắm. Cao su chân trước, cao su đỡ sên. Rồi phần máy đi, này là chống nghiêng. Chống nghiêng của anh là chỗ này là mọi người nó bị mỏng lắm rồi. Rồi về phần cổ lái, bài đạn chắn cổ, hai ốc khóa chắn cổ mới. Đây là sáu cao su sợi khỉ giúp cho cái tay ghi đông mình nó chạy nó im hơn nè. Cái này nằm trong một bảo dưỡng hết. Đây là cái miếng che sơn. Thì cái miếng này là nó bán chung một bịch 5-6 cái mọi người, cho nên là nó nằm riêng ngoài á. Lọc gió là chắc chắn rồi. Cổng dây đời. Cổng dây này là hàng ngoài, hàng tốt ngoài mọi người, không có hàng riêng hãng á. Vì mình trong hãng mình mua không có, phải đặt lâu quá mới giờ, cho nên là mua một cổng bên ngoài. Đó. Rồi cái cổng này á thì sao ta, của anh nó bị, tại vì nó đặc thù của thằng sĩ rút UV nó nằm phía dưới mọi người, thì của anh nó bị tét đó, gần đứt hết rồi đó. Thì mình đây đã ra nó cũng mới luôn đó, ha. Sau này ví dụ như mà cũ đời này có hư, tại vì mình thấy cũ đời của anh là như có làm rồi á, đây cũ đời có hư thì hai cũ đời mới rồi, hai là cộng dây hãng luôn này kia cũng được. Nó thì đặt sao, còn đây là cộng dây cũng lỗi, mình kiểm tra lỗi cũng cứng cáp bình thường mọi người, và làm rất là tốt ha, có bọc nhựa rõ ràng luôn quen. Chứ còn cái dây của hãng là không có bọc nhựa nha. Dây của hãng nó chỉ là một cọng dây điện đi từ trên tới dưới vậy thôi. Đó, có bọc nhựa luôn. Nó an toàn hơn. Đây là cái bộ phốt. Phốt máy nè. Đây là hai cái phốt dên nè. Rồi phốt cúc đồ đạp nè. Phốt cúc cần số nè. Phốt nhông nè.
này là cái sin của cái chặn chỉnh chỉnh nồi luôn rồi đó. Hai đầu lóc của anh tháo ra bị rách mọi người. Nói chung là anh lúc anh làm máy có hai rồi nhưng mà tháo ra nó vẫn bị rách bình thường, nó siết chặt quá là tháo ra kia nó rách bình thường. Nữa là hai cái ron hai luôn, mà như là hai cái ron hôm bữa hai là như mình nhớ không nhầm mà phải ron hẻn không ta, mình không nhớ nữa, nhưng mà mình hai là hai ron hẻn ha, thích ăn nhất đó. Đây là tạm thời chỉ vậy thôi. À, xe anh còn mấy cái món anh mua đem lên là cái chảng ba với mấy cái này thì mình quay rồi hết mọi người, cái gì đó mình đã quay rồi ha, mình để trong luôn. Đó là mình những phần ngô hiêm và như là cũng trả chợ này giờ mình nghĩ chắc cũng 90%, chắc cũng chưa đủ đâu, nó còn hiếu như là bật bao tay rồi này kia đặt giặt đặt mọi người. Rồi ok thì mình tiến hành mình ráp xe rồi quay tiếp mọi người xem ha. Rồi đây chính là cái sườn cho mọi người. À, sườn cũng sơn xong rồi kia hết rồi nha. Đó thì bình thường là mình để lên cái bàn năng mà bàn năng của mình đặt tết mình dọn ra ngoài à, nên là mình cũng đang biến thiên vô thì để cứ làm ở đây trước đi rồi từ từ rồi đánh thiên vô bàn năng sao làm cái đất cũng không sao rồi, tại xe này cũng không có làm máy, không có đụng cái máy gì nhiều, không cần thiết cái bàn năng gì. Rồi thì bây giờ tiến hành mình ráp chắn cổ rồi này kia, mình dựng cái xe lên ha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ quay bên trong chiếc Jupiter này cho mọi người xem nha, sau khi mình đã hoàn thành nó sẽ như thế nào nha. Bây giờ mình cũng sẽ nói từ trên tới dưới nha mọi người, để mình những cái gì mình thay, mình làm gì mình sẽ nói từ trên tới dưới bên trong nha. Thì trước tiên là mấy cái món mà anh đem đến cho mình là mình cũng đã quay cho mọi người xem rồi, những cái ghi đông nè đúng ha. Rồi ở đây thì mình thay thêm bao tay 150, cặp gù này anh cũng mang đến sao cho mình, cặp gù này đóng vô ha. Dây ga mình thay mới nè, 6 cục cao su sọ khỉ mình cũng thay mới nè. Rồi chẽn ba là anh đã cũng mua hai mới được cho mình rồi mọi người. Chén cổ mình cũng hai mới, một chén cổ hẻn và hai luôn hai ốc phía trong ha. Hai chén cổ. Rồi những cái cao su áo là mình hai hết nha mọi người, anh 6 cục ha. Còn những cao su áo nào mà còn ok mình giữ lại. Như cái cầm ga mình cũng phải hai nè, đi đúng lại của MX nè. Rồi cái tay dầu cũng phải hai, hết tay dầu cũ của anh mình phục hồi lại nhưng mà xài không được do nó bị dướng cái đầu. Hết tay đó là cái tay nó bị dướng, nó không đúng với cái ghi đông này cho nên là xài không được, bắt buộc phải hai tay mới ha mọi người. Càng cũ 5mm cũ nè ha. Rồi những cái ốc ép là si lại. Rồi ổ khóa này anh cũng đang lấy cho mình nè. Rồi cái bọc boe của anh hôm bữa là cũng gãy thì anh cũng mua một cái cũ nó mang tới gửi cho mình luôn, mình gắn vô luôn. Rồi mấy cái này thì si lại toàn bộ chi tiết hết ha mọi người. Rồi còn cái phần dàn ngoài này mình sẽ nói sau đi, mình sẽ nói phần trong rồi ha. Đó. Rồi dàn áo này là nó màu bạc ánh xanh nha mọi người, gọi là màu bạc xanh nha, màu này cũng rất là đẹp ha. Lọc gió trong mình thay mới ha. Vàng dây điện với cao su mọi người thấy là mình rửa lại rất là sạch sẽ nha, rất là kỹ ha, rửa lại nè ha, rất là chi tiết và rửa rất là sạch, nói chung là sạch luôn. Máy thì mình xử lý bắn két nước nha mọi người, đó bắn lên thì cái màu nó bóng ha, màu nhơ nó bóng rất là đẹp ha. Đó bình xăng này kia mình cũng rửa lại thôi, bình xăng là mình rửa lại mọi người, rửa lại phục hồi bình xăng lại đó, cổ bô cũng sơn lại thôi. Phía đây thì bình cũng là cái cũ của anh. Rồi nắp xăng mình thay mới nè, mấy cái này thì cũ ha. Ở đây thay mới người ta ron lóc ha, cái này mình mới rửa nó bị dính xà bông mọi người chứ không phải gì đâu nha. Cái này là xà bông giống như cái miếng sét này trên nó ấy xuống, để xíu mình chà chứ không phải sơn nữa ha mọi người. Giờ mới rửa để xíu mình lấy xà bông mình chà lại. Giò hắn thay mới rồi ron lóc, nắp ti hâm nhớt, những cái phốt phủng, phốt nồi này kia đó mình đã quay mọi người xem, phốt nồi, phốt phủng này kia quay hết ha. Đó, cao su các chân sau, chân trước thì mình chưa gắn đó. Rồi bô mình cũng không đánh là luôn, bô của anh còn đẹp, mình rửa sơ lại thôi, đẹp là đánh, tại vì đánh cũng rất là dễ xét. Ốc bô mình chưa xiết nha mọi người, ốc bô còn trên dưới mình chưa xiết, tại mình thử vô, mình gá vô, mình thử coi nó có bị xị hay gì không thôi. Rồi về sau là dùng bộ nháo mình hay mới về sau. Thì sao rồi cái này là cái tam giác để nói bên ngoài đi, rồi còn bên trong còn gì nữa không ta. Đó trên là chế độ bên ngoài nhiều, bên trong thì đã ít. Ở bên đây thì có lọc xăng, dây xăng hay mới ha. Rồi tần số cũng là hay mới, cái này là anh cũng mang đến cho mình. Còn rồi le này kia rửa sạch sẽ là hết, mấy cao su áo là hay mới nha mọi người. Rồi phía trong đây thì có đặt đạn cùi dĩa, phốt cùi dĩa đó. Rồi bố hắn nhiều quá, hắn cũ của anh không sẽ được dĩa bút của dĩa nó đó như vậy ha, lặt dần dặt phía trong bằng hắn hủng này kia thôi đó.
Nói chung là nó tương đối vậy hết mọi người. Mình còn nhớ gì không, mình không nhớ, nhưng cũng lạc giặt nhiều. Rồi thì đây là phần nhìn trong, để mình đẩy bên kia cho mọi người xem hết. Đây là bên phải, còn đẩy bên trái mọi người xem. Rồi đây là bên trái mọi người, thì nãy mình lấy khăn mình chùi là nó hết hết mọi người, nó không có chứ không phải gì đâu nha. Đó thì bên trái cũng qua cho mọi người xem ha. À nhâm sinh dĩa, nhâm sinh dĩa mặt trời mình thêm mới một bộ nữa ha. Mâm ba đao mình anh đem bán cho mình, mâm này anh vô vỏ sẵn này kia hết rồi, mình chỉ ráp thôi. Đó rồi chân sơn si ốc lại, mọi người thấy làm là rất kỹ chi tiết từng con ốc, mặc dù là những con ốc nhỏ nhất thế này thấy mọi người, mình làm rất là kỹ này. Đó mình xem ha, chúng mình từng con ốc, gọi là từng con ốc là đúng từng con ốc luôn nha. Đó cả các con ốc củ đời kia mình cũng tháo củ đời để mình si luôn ha, để anh em nhìn bên kia đây em thấy rồi ha, từng chi tiết nhỏ hết đó. Rồi đây là bên trái luôn ha. Thôi mình tắt vô mình ráp áo này kia, test này kia trước ha, ngoài nắng quá mọi người ơi. Rồi có cái này cũng quan trọng cho nên là mình cũng muốn quay cho mọi người xem cũng như chủ xe biết ha. Thì mọi người biết rồi, cùm của thằng Jupiter V nó khác với cùm của MX, và cái xe này thì anh cũng lên đồng hồ đồ chơi này kia thôi chứ không phải đồng hồ zin nha mọi người. Thì cái đồng hồ này người ta làm dây sẵn rồi, nhưng mà cặp cùm thì nó không phải nha mọi người. Thì bắt buộc cặp cùm mình phải làm dây lại, và đặc biệt là mình phải đấu dây lại và đi điện bình lại. Thì tối ngày hôm qua là mình đã đấu xong ha mọi người. Thì ha, mình cũng làm rất là gọn gàng, đâu nào đó rõ ràng, cắm chắc như zin. Thì cái cách đấu của mình đó là mình cắt từ cái chui cũ ra, sau đó mình hàn chì. Mình hàn chì cho nó gọn nha anh em, chứ anh em nói quấn dây là rất là ấy ha. Mình hàn chì và mình bấm cót một số cái lại những cái này ha. Mình bấm cót lại để cái nào nó đẹp thì nó đẹp, cái nào mình hàn mình hàn mình sẽ quấn ở trong đây. Đó thì cái này là đi vô dây điện sườn nè, cái này đi ra pha đèn, còn cái này là cái đồng hồ. Bên cùm bên đây cũng vậy ha, mình cũng làm chen vậy luôn. Đó nói chung là cắm sau này chỉ cần cắm rút và như zin hết luôn. Cái chức năng này thì mình không có câu hết nha, mình vẫn để trống một cái giắc đây ha mọi người. Đó ha, mình vẫn để trống một cái giắc đây, còn điện đèn này kia ok hết, và chuyển đèn bình luôn. Mình bấm cho anh một cái giắc cốt ở đây, chuyển điện bình vào cái đèn đây luôn, là cũng một cộng dây riêng luôn. Nói chung là tháo ra cắm cả như zin hết. Cái pha đèn cũng vậy, cái pha đèn thì nó sẽ có một cái cọng dây nó vào đây, như pha một cọng dây đi ra dây mát. Đây là cái pha đèn. Đó ha, nè mình cũng cắt cái chui cũ ra, mình đi một cái cọng dây vô mát, một cọng dây vô công tắc là xong. Cái này cứ cắm cả như zin thôi, không cần là bị khó khăn hết. Đó, đó. Thì bây giờ còn cái vấn đề nữa là hai cái chui đèn xi nhan này. Thì đây là cái cọng dây cũ của anh, và những cái chui này nó bị chai hết rồi, không được ha. Thì mình sẽ tiến hành mình rửa lại, sau đó mình cắt ra và mình đấu cho anh hai cái chui xi nhan mới này vô, rồi xong cái xi nhan luôn rồi ha. Thì nó sẽ như vậy hết mọi người, điện đèn đốm này kia là ok, lên hết bình thường, không có hết ha. Xi nhan thì có tính tông phải nằm trong đây nha. Rồi đèn có pa phát sinh kia hết á. Và cái xe này thì nó có một cái nữa là khi mà bật pha thì nó sẽ mắc cót, thì bắt buộc mình phải câu thêm một cái nữa để mình bật pha giữ cót nữa anh em. Đó thì tối qua mình đã làm xong hết rồi, bây giờ cũng rất là gọn gàng em thấy ha. Đó thì cái phần nhận điện này thì mình sẽ lấy công thêm một xíu thôi, lấy công thêm 100-200 ngàn nhận điện này bỏ đây kia đây kia thôi anh em. Đó ha, thì bình thường như mình dọn một cái xe thì dọn full một xe công làm zin thôi là 2 triệu, còn có chế cháo thì kiểu dụ như đi điện đèn này kia thì có hỏi thêm 200, còn nếu làm máy là sẽ 2,5-3 triệu đó vậy ha. Nói chung là cách đơn giản vậy thôi, làm càng nhiều thì tính công nhiều hơn tí, còn mặc định là dọn full một xe vậy là công đó là 2 triệu cho mọi người. Rồi từ trước giờ là xe nào cũng như xe nấy hết nha, làm máy thì tính thêm, làm điện thì tính thêm thôi đó. Rồi ok mọi người, thì mình quay về để cho mọi người biết được cách làm của mình nó như thế nào, cũng như chủ xe biết được bên trong cũng như thế nào. Quay lại hết đầy đủ cho mọi người xem luôn. À và mình quên một cái nữa ha, là mấy cái ví dụ như cái bát này nè, bát ốc nè, mà mình đều mua mới hết nha mọi người, tại vì lên cụm thì nó bắt buộc mấy cái này phải có ha, kiếm mấy cái này đặt cũng ngọt lắm, chua mọi người. Rồi ốc ép thì kia ha. Đó để cho mọi người theo ha. Nói chung là làm thì mình cố gắng mình làm chuẩn nhất có thể, chuẩn xinh nhất có thể mọi người.